Xin chào các anh các chị, rất vui là được gặp lại mọi người, nhất là những cái người mà tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Đây là video clip mà em chia sẻ về cái vận hạn 6 tháng cuối năm đối với người tuổi Kỷ Dậu của các anh các chị, một trong những cái tuổi mà phải chịu tam tai, nhưng mà chưa phải là năm nặng. Cho nên là từ đầu năm đến bây giờ các anh các chị tuy có gặp một chút khó khăn ở trong công việc, nhưng đặc biệt là phần gia đạo, tuy nhiên nó không quá lớn, vì dù sao đi nữa thì năm nay là của những người tuổi Tỵ, năm sau mới là những người tuổi Dậu, và năm cuối cùng là của những người tuổi Sửu. Đối với tuổi của các anh các chị nắm chữ Kỷ thì em có hay nói vui như vậy nè. Số của các anh các chị thì tổng năm tổng hợp tới 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 thời điểm này của cuộc đời 49 50 tuổi rồi, thì các anh các chị cũng biết rồi, số mình là số cực thân, tại vì không có con gì mà dại như con Dậu hết. Các anh các chị có nắm cho nó một nắm đồ ăn, các anh các chị bỏ xuống đi nữa thì y như là nó phải bươi 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 rồi nó mới chịu ăn, lá chân bươi 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 rồi mới chịu ăn. Cho nên là số thực sự là cực thân, đặc biệt là đối với nữ mạng. Đối với cái năm mà Kỷ Hợi 2019 này á, thì tuy là năm tam tai, nhưng mà các anh các chị cũng may mắn là được rằng có cái hàng Kỷ, thiên can hàng Kỷ cùng hàng với là năm, cho nên là tuy là nó có vẫn không thật sự là một năm tốt đẹp, tuy nhiên vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những người tuổi Dậu khác. Thứ nhất là nhờ cái kinh nghiệm sống lâu năm của các anh các chị rồi, thì là có gặp sóng gió đi nữa thì các anh các chị cũng bình tĩnh mà khống chế mà giải quyết, chứ không có rối ren như là Quý Dậu và Tân Dậu. Đặc biệt là Quý Dậu năm nay với cái chữ Kỷ nó khắc quý nặng nề ha. Rồi đó, bây giờ thì mình sẽ phải xét xem là tử vi của năm nói gì về tuổi của các anh các chị, báo hiệu điều gì về tuổi của các anh các chị, sau đó mình sẽ vận lại vào từng cái vận hạn từng tháng như nó sẽ ra sao ha. Thì đầu tiên hết là các anh các chị là mạng đại trạch thổ, là cái điều này chắc là em nghĩ rằng các anh các chị nhiều người biết lắm, tại vì là người Kỷ Dậu do nắm thiên can chữ Kỷ, rất hay là người tìm hiểu về tâm linh, tìm hiểu về phong thủy tử vi. Mạng đại trạch thổ của các anh các chị á, mà gặp năm bình địa mộc là bị tương khắc mộc khắc thổ, cho nên là có báo hiệu là tính bổn mạng và cái sức khỏe của mình dễ gặp vấn đề ha, nên cẩn thận một tí xíu. Sao nam mạng là sao Vân Hớn, một cái ngôi sao đem lại rối rắm nặng tai, tuy nhiên sao Vân Hớn là thuộc hành hỏa, cho nên là đối với người mệnh thổ sao Vân Hớn không quá nặng nề như là vốn dĩ của nó. Các chị thì với sao La Hầu đem lại cũng là rối rắm và ốm đau. Cả các anh và các chị thì đều có hai cái sao tính chất nó như nhau. Tuy nhiên là nếu như mà sao La Hầu này nằm cho nam á, thì nặng nề lắm. Tuy nhiên nằm cho nữ thì nó cũng giảm bớt cái sự suy yếu, cái sự hung hại của nó đối với cái người mà chịu sao La Hầu chiếu mệnh, sao chủ La Hầu chiếu mệnh của năm. Các chị á, hạn á, là hạn Diêm Vương là phải để ý bệnh đường máu huyết ha, cẩn thận. Cái khúc này chạy xuống ha. Còn các anh nam á, là sao Thiên La là cha quên, hạn Thiên La là chỉ là tinh thần bất an mà thôi, không đến nỗi nào. Vận niên thì là một vận niên xấu, đó là vận niên Mã ngộ đao, là ngựa bị trúng thương đó, không có tốt đẹp cho lắm. Thiên can thì như đã nói, Kỷ gặp Kỷ là cùng hàng thuận lợi. Địa chi Dậu gặp hại tức là vào tam tai, cho nên là gia đạo dễ gặp phiền toái, đặc biệt các chị với sao La Hầu và cái địa chi tam tai này thì cẩn thận cái việc thị phi, không có tốt đẹp cho lắm ở trong gia đạo, những cái chuyện buồn phiền nó sẽ hay đến. Rồi vận vào những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019, do là mình chưa có làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm cho nên mình tính từ tháng 6 luôn. Thì đầu tiên hết là tháng 6 là tháng Tân Mùi, tháng Tân Mùi là thuộc thổ, như vậy xét về trụ mệnh là
Thổ gặp Thổ là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề gì cả. 2 tháng ha, tháng tháng 5 âm lịch vừa rồi cũng là một tháng Thổ, tháng 6 này cũng là một tháng Thổ, cho nên là người Kỷ Dậu của các anh các chị rõ ràng là thấy đỡ đần trong 2 cái tháng này nhiều, chứ còn trước đó thì cũng không thấy gì là khả dĩ cả. Rồi, địa thiên can là chữ Kỷ với chữ Tân là không có tương khắc, không có tương hợp, gọi là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cho nên công việc của cái tháng 6 này đối với các anh các chị thì cũng không có gì biến động quá lớn xấu, mà cũng không có gì tốt đẹp lắm, nó cứ bình bình ha mà vượt qua, như vậy là ổn rồi. Các anh các chị ở tuổi này thì là một cái người tức là toan tính nó vừa đủ, chứ còn không có còn mặn mà làm lớn nữa, chỉ cần đủ là được ha, trang trải cuộc sống là ok. Các anh các chị thấy rõ ràng là có làm lớn gì nữa thì thân mình cực thôi, chứ không chả ai cực đâu, tự vì là tuổi Dậu của mình là như vậy, phải chịu. Rồi, địa chi là Dậu Mùi, tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, gia đạo tiếp tục là tốt đẹp. Như vậy tháng 6 là một tháng tương đối tốt đẹp đối với tuổi của các anh các chị. Hôm nay mình đã đi ra vào ngày mùng 5 mùng 6 rồi, sẽ có nhiều điều tích cực ở trong cái tháng này, cho nên là chúc mừng các anh các chị. Rồi, tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng mà theo Phật giáo là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân, âm thịnh dương suy. Mình là người Kỷ Dậu lại mạng Thổ, nên cho nên người mình là mang cái nạp âm ngũ hành khá là mạnh ở trong cái tức là trực dương nhiều, cho nên là gặp tháng mà âm âm thịnh này coi chừng có vấn đề về mặt sức khỏe, thử xem coi là nó như thế nào. Xét về trụ mệnh là do nhân thân là kim, cho nên là mình là thổ sinh kim, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng yếu, cần cẩn trọng một chút xíu. Thiên can kỷ với nhâm là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như tháng 6, công việc cũng không có việc gì quá biến động xấu, cũng không có tốt đẹp gì thêm nhiều. Địa chi thân dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy tháng 7 thì bổn mạng có tệ hơn tháng 6, vì dù sao đi nữa thổ nó sinh kim, mà khi bổn mạng tương sinh xuất như vậy là phúc tinh và tài tinh nó cũng yếu đi, phá và bại tinh, vì thế nó sẽ hoành hành, đặc biệt là với 2 cái sao chủ Vân Hớn và La Hầu, Vân Hớn cho nam và La Hầu cho nữ của các anh các chị. Rồi, cho nên là các anh các chị có nhớ cẩn thận về bổn mạng của mình ở trong tháng 7 nha, với cái tháng là gọi là cô hồn hay có qua va quẹt bậy bạ lắm. Rồi, tiếp đến là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 8 năm âm lịch là tháng Quý Dậu, một tháng kim, mà tháng kim nữa thì cũng sẽ giống như tháng 7, với mệnh là thổ sinh kim, bản mệnh sinh xuất tháng, bổn mạng suy yếu, cẩn thận một tí xíu. Thì 2 tháng này nó khá giống nhau về bổn mạng, cho nên là các anh các chị nhớ cẩn thận dùm. Thiên can thì chữ kỷ của các anh các chị sẽ khắc chữ quý, thiên can khắc tháng, công việc cẩn thận nhiều khó khăn. Đây đây là bắt đầu mới chơi vô cái tháng tuổi của mình luôn, mà thiên can nó bị tương khắc như vậy ha, mệnh thì bị thổ sinh như kia nữa, không địa chi thì báo hiệu sẽ rất là nhiều điều khó khăn. Địa chi là Dậu gặp Dậu, năm sinh sang tháng tuổi, báo hiệu nhiều khó khăn trong gia đạo lẫn cái công việc, có gây nhiều chống phá. Rõ ràng là với tháng tuổi của các anh các chị gặp tháng Quý Dậu, người Kỷ Dậu gặp tháng Quý Dậu, cho nên là báo hiệu sẽ rất là nhiều điều khó khăn, vì cái bổn mạng của mình bị sinh xuất ra nó rồi, là phúc tinh tài tình yếu đi. Thiên can thì bị khắc, công việc dễ gặp nhiều khó khăn, cẩn thận việc hao tài ở trong cái tháng này đối với những người làm thương mại, coi chừng bị lừa gạt. Địa chi thì không tốt đẹp vì là gặp tháng tuổi, cho nên là rõ ràng là tháng 8 là khoanh vùng ha. Nếu mà tháng 8 thì nên nhịn nhục mọi chuyện, cẩn thận mọi điều để không có xảy ra cái điều quá xấu đối với tuổi của các anh các chị, đặc biệt với nữ bạn với sao La Hầu ha. Rồi, tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 9 âm lịch thì là một tháng hỏa, như vậy xét về trụ mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe và bổn mạng, đặc biệt phúc tinh và tài tinh được tương sinh về bổn mạng, vì thế cũng sáng lên, đem lại tài lộc cho các anh các chị, đem lại nhiều điều may mắn, phúc tinh mà, rồi còn tài tinh nữa,
tài tinh có thể là đem đến thiên tài, để xem coi đem đến nhiều hay ít. Xét về chủ thiên can sẽ biết. Thiên can là chữ giáp với chữ kỷ, mà chữ giáp với chữ kỷ là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp trung về chữ tính. Như vậy thiên can thuộc ngũ hợp, công việc rất hanh thông và cực kỳ dễ sinh tài lộc ở trong tháng này. Nhờ cái phúc tinh và tài tinh được sáng kia cộng thiên can được tương hợp nữa, thuộc ngũ hợp nữa, thì chắc chắn sẽ có tài lộc, thậm chí là tài lộc lớn. Nếu mà các anh các chị có làm gì đó mà lớn thì nó tập trung vào tháng này là sẽ tháng tốt đẹp. Địa chi tức dậu thì không tốt đẹp lắm. Vì sao? Vì nó là thuộc nhóm tương hại. Ý nghĩa của tương hại là sự cản trở nhau trong cuộc sống. Như vậy về tháng 9 thì chỉ cần chú ý cái phần gia đạo, vì gặp tức gặp dậu là thuộc nhóm tương hại. Như vậy thôi. Ok, còn về tài lộc, về sức khỏe thì không có vấn đề về công việc ha. Tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Mà tháng 10 là tháng Ất Hợi, một tháng hỏa nữa. Như vậy mệnh cũng sẽ giống tháng 9 là được tương sinh, hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh và tài tinh cũng tiếp tục được hưởng lợi, ngon lành ha. Thiên can thì không tốt đẹp cho lắm. Vì sao? Vì chữ Ất nó khắc chữ Kỷ. Công việc sẽ gọi là đây rõ ràng là tháng khắc thiên can, công việc sẽ khó tốt đẹp, cẩn thận vướng lao lý pháp luật, vướng kiện tụng. Các anh các chị nhớ cẩn thận tháng 10 với cái công việc làm ăn của mình. Địa chi Hợi Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không tương hợp nhau. Như vậy gia đạo ở trong tháng 11 có thể nói là ok, không có quá nhiều khó khăn. Có đi nữa thì cũng chỉ là buồn phiền về mặt con cái, chứ không có cái sự xung khắc giữa chồng con quá lớn ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 11 của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 11 là tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý là thủy. Như vậy xét về mệnh là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Khi bản mệnh khắc tháng, tháng khắc bản mệnh là xấu nhất, bản mệnh khắc tháng là xấu nhì về mặt sức khỏe, cho nên là cẩn thận. Đặc biệt với cái bổn mạng của mình năm nay là đã khắc năm rồi, đã bị năm khắc rồi. Mình thổ mà bị mộc, bình địa mộc của năm khắc thổ rồi, cho nên là gặp tháng này thì cũng nên cẩn thận về mặt sức khỏe một tí xíu, nó sẽ tốt đẹp hơn. Thiên can thì kỷ bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của kỷ là thổ, bính là hỏa. Như vậy nạp âm ngũ hành có thể là nói hỏa sinh thổ, cho nên là có thể sinh tài lộc nhưng không quá lớn đối với cái tháng 11 này. Địa chi thì tý, dậu, tý, ngọ, mẹo, dậu nằm trong tứ hành xung, nhưng mà xa nhau, không xung nhiều. Gia đạo có chuyện không vui nhưng mà cũng không phải là quá lớn. Như đã nói thì chủ yếu là về mặt con cái đối với người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng. Với sao là hầu thì rất hay có chuyện buồn phiền với con cái ha. Tiếp đến đó là tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, tháng Chạp và cũng là tháng Đinh Sửu. Mà tháng Đinh Sửu là tháng Thủy. Như vậy xét về mệnh cũng sẽ giống như tháng 11, thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Bổn mạng khắc tháng ha, nên nhớ là em đã nói đi nói lại là tổng năm là bổn mạng của các anh các chị bị mộc nó khắc. Tuy nhiên nạp âm của ngũ hành năm nay là can kỷ thì nó can kỷ. Tuy nhiên là cái nạp âm ngũ hành của năm nay can kỷ thì nó thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, cho nên không quá khó khăn về bổn mệnh cho các anh chị. Thậm chí là năm nay mà các anh các chị nào mà có dính tới thổ thì sẽ sinh tài lộc, nhưng mà vào những tháng cuối năm thôi, chứ còn mà những tháng đầu năm này thì vẫn chưa thấy tài lộc từ thổ, dù rằng tháng 5, tháng 6 này là hai tháng thổ vượng. Thiên can là cái phần ảnh hưởng về công việc, đó là chữ kỷ với chữ đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như tháng 11, đây là thiên can tương hợp với nhau về mặt năm ngũ hành. Vì kỷ là thổ, bính đinh thì đều là hỏa, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can tương sinh, có thể có tài lộc nhưng đừng đừng mong chờ là sự lớn lao, chỉ gọi là
không như mong muốn, thí dụ mình mong 10 nhưng có 4 năm thôi, nhưng mà ok có là còn hơn không. À các anh cái gì ha, địa chi thì Sửu gặp Dậu là thuộc nhóm tam hợp tỵ Dậu Sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả các công việc. Như vậy đối với các anh các chị kỷ Dậu, một trong những người có khá nhiều vất vả ở trong cái gọi người ta là nó cực thân. Tuy nhiên là ở tháng 12, một cái tháng kết thúc của năm Kỷ Hợi 2019, cũng là năm tam tai năm đầu, thì có một cái tháng khá là ok về công việc, về gia đạo. Tuy nhiên về phần bổn mạng thì phải cực một tí xíu, vì thổ khắc thủy mà bản mệnh khắc tháng. Như vậy thì em đã chia sẻ xong cái tử vi cũng như là cái vận hạn những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị, với khá nhiều điều tích cực về cái công việc. Chỉ phải để ý đặc biệt là cái tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng tháng tuổi của mình. Còn ra thì em thấy rằng đó là khá nhiều cái tín hiệu lạc quan để mà nghĩ đến một cái kết quả mỹ mãn. Không phải là 100% nhưng mà tệ lắm cũng trên 50% về những cái tài lộc doanh thu của năm. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của em sẽ là một cái hành trang nhỏ để các anh các chị biết, kèm theo cái kinh nghiệm sống của mình để đưa ra những cái quyết định mang đến cái sự thuận lợi êm đẹp cho cái năm đầu của tam tai đối với tụi các anh các chị. Nếu các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Kỷ Dậu biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị, con cái của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị ở những video tiếp theo. Bye bye!